Ok, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình đã chỉnh lại cái phần mic. Bởi vì có một số ý kiến là video lần trước thì tiếng hơi bị nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng trực tiếp cái âm thanh ở trên mic ở trên laptop của mình. Ok, thì ngày hôm nay là một ngày rất là vui của mình. Bởi vì là mình đã lãi khá là nhiều từ cái đồng Digibuy này, DGB. Mình đã mua nó ở giá là 800 và 850. Mình mua hai mức giá. Và nó đã lên này, các bạn có thể nhìn thấy này, uptrend lên. Và hiện tại nó đang ở mức giá rất là cao, 1864. Ngày hôm nay nó đã chạm đến cái mức gần 2000 thì lại đi xuống. Đấy. Bởi vì là rất nhiều thông tin tốt, thì ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ các bạn một số coin tiềm năng các bạn có thể đầu tư lâu dài, trung hạn và dài hạn. Nó có thể nhân cái tài khoản, số tiền của bạn đầu tư lên rất nhiều. Đấy. Thì ở đây nhé, như lần trước mình đã nói thì là mình sẽ để trade coin hay là để xem cái xu hướng thì mình sẽ sử dụng nến từ 30 phút trở đi, chứ không sử dụng nến 5 phút hoặc 15 phút nữa. Theo dõi những cái khoảng thời gian này rất là mệt. Ok, thì các bạn có thể nhìn này, ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu về phần market depth. Cái này nó chính là cái mức giá mà các người mua và người bán, tương quan người mua và người bán, nó sẽ thể hiện ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy phần trong trade history và cái market depth này. Đây, cái cung bên màu bên đỏ này, nó chính là những cái mức giá của người bán. Ở các mức giá này, người ta bán với số lượng là bao nhiêu? Thí dụ nhé, ở mức 2800 đi, hay là 22.000 đi cho gần ạ. Và mức 2000 nhé, thì là có khoảng 1000 BTC bán ra. Nghĩa là người ta là đặt một cái lệnh bán tại giá là 2000 một DGB, ok, 2000 Satoshi ấy. Đấy. Với tổng số người đặt lên đến 1000 BTC. Nhưng mà cái lệnh ở đây ấy là cái lệnh sell. Đây, lệnh sell nó treo và nó sẽ hiện ở cái my open order này, đúng không ạ? Như mình đã nói đấy ạ. Thì nếu như mà người ta có thể hủy bất kỳ lúc nào mà, đúng không? Nên là cái này nó chỉ là một cái mang tính chất tham khảo. Và nhìn vào đây thì các bạn có thể thấy được rằng là cái lượng người bán ấy nó không nhiều lắm đâu. Các bạn sẽ thấy có những cái coin khác, cái lượng người bán nó nhiều đến nỗi mà các bạn nhìn thấy như một cái bức tường nó dựng lên ấy. Thì đấy là thị trường nó đang rất là khó lên, cực kỳ khó. Bởi vì cứ nhích lên một chút thì là một số người lại bán ra rồi. Để tìm được cái đấy thì mình cũng không biết là có coin nào nó nhiều như thế không. Mình đi ví dụ nhé, thử một cái coin Steam đi. Và mình cũng giới thiệu các bạn luôn là Steam là một trong những coin có một nền tảng cực kỳ tốt, một cái platform cực kỳ rộng. Steam trước đây khi ra mắt nó có trị giá là 0,04 BTC, các bạn nhớ nhé, giá trị khủng khiếp luôn. Nhưng do lúc đó mới ra là phiên bản beta nên người ta đã sử dụng, người ta đã chuyển hết sang Bitcoin, người ta bán hết cái Steam này đi, nên là làm cho cái giá thành của Steam nó tụt giảm khủng khiếp luôn, giảm nhanh cực kỳ luôn, trong vòng một tuần đã giảm 40% và làm cho giá của Steam giảm như bây giờ. Đây các bạn có thể xem này, thấy chưa, nó giảm khủng khiếp không? Và bây giờ mức giá chỉ như này thôi, nên coin Steam này được đánh giá là rất tiềm năng. Target của nó trong tháng 6 hoặc tháng 7 có thể lên đến 0,01 BTC một Steam nhé. Đó cũng là một đồng mình sẽ gợi ý cho các bạn. Đấy. Đây, bạn có thể thấy này, cái tường nó ở cung độ này rất lớn không? Đấy, nên là rất khó để có thể Steam có thể vượt một cách ngoạn mục. Nhưng mà có thể, không thể biết được. Cái lượng người mua ấy, nó sẽ hiện hết ở đây này, đúng không ạ? Đây, tổng ở mức giá nào mua ở đây và những mức bán ra. Những cái này nó chỉ là một mang tính chất tham khảo thôi ạ. Nó có thể là những cái giá ảo, nhưng mà có lúc là thật đấy ạ. Thật giả như thế nào thì chúng ta sẽ vào những cái video chuyên sâu hơn ở phần sau, mình sẽ chỉ rõ cho các bạn. Ok không ạ? Và các bạn có thể nhìn đây, lượng buy sell nó sẽ hiện ra ở đây. Có những lượng buy sell rất lớn, nó thay đổi liên tục. Nếu mà buy liên tục, bạn có thể nhìn thấy nó thay đổi liên tục, vậy chứng tỏ là lượng buy cực lớn. Ok không ạ? Đó.
Ok, thì bây giờ ngày hôm nay mình muốn trade cùng với cả các bạn. Thì mình đã thực hiện một số lệnh mua một số coin, mình sẽ lần lượt giới thiệu nhé. Ngày hôm nay là mình mua Stellar Coin ở mức giá là 1.500. Thật ra cái đường Fib 38,2% này nó là một cái mức kháng cự rất là mạnh, khiến cho cái giá đường giá của Stellar xuống đây rất là khó, đúng không ạ? Lúc đó mình đang canh nó sẽ chỉ quanh cái mức khoảng 1.550 thôi, 1.540, 1.550. Thì đương nhiên có một cái đường nến đỏ rất là dài, có một lượng bán ra sụp giá xuống, gây sụp giá xuống. Nên là mình đã mua ở giá là 1.500. Mình mua gần như giá đáy luôn, 1.500. Đó. Thì bây giờ đang nó cũng chỉ quanh mức này thôi. Hiện tại đang cũng đang một nến đỏ khá sâu này. Đấy. Ok. Thì là ngày hôm nay mình đã buy Stellar ở mức 1.500. Ok ạ. Tiếp theo, mình đã mua coin là coin SC ở giá là 4.50. Thật ra giá tốt nhất là 400 đến 4.50. Đó. Bạn có thể thấy một cái nến xanh đang rất dài ạ. Ngày hôm nay mình mua ở mức giá là 4.50 đây. Ok, 4.50. Đó. Vì lúc đó đang xu hướng đi lên, bạn có thể thấy uptrend của SC rất là tốt. SC là một coin cực kỳ tiềm năng, được các nhà Microsoft mà hay là Facebook hay là các ông lớn ấy để ý. Bởi vì làm sao? SC là hình dạng của nó là dạng đám mây. Nó sẽ lưu trữ tiền ở dạng đám mây, chuyển tiền cũng trên cloud hết. Nghĩa là cái độ bảo mật an toàn của nó rất là an toàn. Nó không trữ trên các phần cứng đơn thuần nữa, mà trữ trên những đám mây cloud đấy ạ. Giống như iCloud của Apple hay là bất cứ cái đám mây nào khác, lưu trữ cực kỳ an toàn luôn. Thì nên là SC đang được nổi lên và được chú ý rất là nhiều. Nên là cái target của nó ấy đang là ở mức 900, 850 đến 900. Và mình đã mua ở mức 450, vậy mình quyết định sẽ double số tiền đầu tư của mình lên 900. Đấy, các bạn có thể theo dõi nhé. Còn cái việc xác định target như thế nào thì mình cũng sẽ chia sẻ vào những cái video lần sau. Nghĩa là với cái mức giá hiện tại bây giờ này, bạn có thể xác định được target nó sẽ đạt đến mức bao nhiêu. Đó. Thì cái đó là một cái phần rất là dài, nó là một cái kỹ thuật phân tích kỹ thuật rất là sâu. Nên là mình sẽ giới thiệu sau. Ok. Đó. Nhưng mà cơ bản các bạn vẫn cứ sử dụng những cái đường Fib này, đường Fibonacci đúng không? Đường Bollinger Band, đường SIG và MACD cho mình nhé. Hãy sử dụng thành thạo những cái công cụ mà mình đã giới thiệu ở phần trước. Ok ạ. Đây thì bây giờ SC đang rất là tốt. Tiếp theo, một đồng nữa mình cũng giữ, đó là đồng Steam ạ. Như cái lúc nãy mình chia sẻ đấy, Steam là một coin rất tiềm năng và mình mua ở mức giá là 4.500. Đây ạ, mình mua ở mức này, 4.500. Đó. Thì khả năng là Steam sẽ lên đạt được mức 7.000. Rất đơn giản thôi ạ, bởi vì trong tuần 2 tuần thì là cái mức giá của họ có thể Steam lên 7.000 đấy ạ. Đó, Steam là một coin có thể trữ trung hạn và dài hạn. Các bạn đừng có bán, hãy trữ nó, có tiền hãy trữ Steam. Đó, ok. Còn coin DGB thì ngày hôm qua và hôm nay nó đã làm một đường kỷ lục luôn. Liên tục uptrend rất đẹp. Và bây giờ cũng rất là khó để có thể xuống thấp hơn. Đó, mình đã bán ở giá 1.700 và mình tiếp tục mua lại ở 1.700. Đó, mình đã lãi gấp đôi số tiền mình bỏ ra và mình đã sử dụng phần gốc để mua lại DGB tiếp, còn phần lãi mình mua các coin khác. Đấy. Thì target của DGB nó sẽ là khoảng 2.000 và đến trước ngày 9 tháng 6 có thể đạt đến 3.000 ạ. Ok, bởi vì đối với cái việc đánh trade coin ấy, thì các bạn phải chú ý đến thông tin cực kỳ quan trọng, các sự kiện công nghệ của họ hay là giới thiệu công nghệ của họ về DigiBuy, đó là điều quan trọng cực kỳ ảnh hưởng đến giá thành của các coin rất là lớn, 80% thông tin. Đó. Còn về phân tích kỹ thuật nó cũng quan trọng. Đôi lúc thông tin tốt nhưng mà kỹ thuật phân tích mà mình thấy không đúng thì đừng có nhảy vào. Ok. Đó là điều rất quan trọng ạ.
Ok, mình sẽ chia sẻ ngắn gọn thêm một ít phút nữa thôi nhé. Ngoài cái SC này, DGB này và Steam, STR, thì mình cũng xin giới thiệu là một coin nữa, đó là coin Strat. Strat là một công coin, tên thật của nó là Stratis. Đó. Và nó là sinh ra được cạnh tranh với cả ETC. Nó đã tăng cực kỳ khủng khiếp luôn. Mình có biết một người bạn, một cô, cô ấy đã chữ cái đồng Strat này từ lúc mà giá là 7.100, và nó đã tăng 60 lần, đã tăng gấp 60 lần các bạn ạ. Và để đạt được cái giá 446.000 Satoshi như bây giờ, sau một khoảng thời gian không hề dài đâu nhé, không hề lâu nhé. Nên nếu các bạn không có thời gian trade coin, không có thời gian để lướt sóng hàng ngày nhé, thì mình xin chia sẻ một cách có thể làm nhân số tiền đầu tư của bạn rất là nhiều, đó là tập trung vào các coin công nghệ, các coin có nền tảng tốt, các coin thuật toán, các coin có công nghệ thật sự nhé, không phải là những cái coin rác, mà là những coin có công nghệ đem lại giá trị nền tảng bền vững, như là Digibyte chẳng hạn. Các bạn có thể ôm nó đến giá trị 5.000, bây giờ nó đang là giá trị gần 2.000, ôm đến 5.000 hay là nhiều hơn nữa. Bởi vì Digibyte được sinh ra là nó có dạng cũng 21 triệu coin như là Bitcoin, và cũng có thể đào được này, bạn có thể đào được. Tuy nhiên nó là những cái khối di chuyển vô cùng nhanh, nhẹ, nó không nặng nề như Bitcoin như bây giờ nữa. Đó. Và cái slogan của DGB ấy, nó bảo là nó ở dạng gọi là buy mà, Digibuy mà. Đấy, thì nó bảo là tại sao các bạn có thể trữ những cái file ở trong những cái megabyte và gigabyte, thì tại sao các bạn không chuyển tiền trên hệ thống nền tảng Digibuy của chúng tôi. Đó, trữ tiền và chuyển tiền bằng Digibuy, nó cũng chính là những cái khối megabyte hay là gigabyte mà các bạn biết về lưu trữ trong ổ cứng ấy. Đó, thì Digibuy sinh ra như vậy, nhanh và nhẹ, đó là nguyên lý của Digibuy, đó là lý do tại sao. Và ngoài ra nó còn được cộng đồng game hỗ trợ cực kỳ lớn. Đó, ngày 9 tháng 6 này là ngày Digibuy sẽ chứng tỏ cái công nghệ của họ trước các ông lớn Facebook, Microsoft. Và các bạn phải nhớ là có một cái câu ở phố Wall, nó nói rằng là buy the rumors, sell the news. Nghĩa là khi mà cái tin chính thức của nó ấy, là 1996 đúng không, thì các bạn phải mua cái coin đấy trước khi nó xảy ra sự kiện rất nhiều. Nghĩa là các bạn phải mua trước vài ngày, chứ đừng có mà chờ đến ngày 9 tháng 6 mới mua, thì lúc đấy nó sẽ không tăng đâu ạ. Nó sẽ không tăng, nó có thể tăng nhưng sẽ không nhiều. Thậm chí nhiều sự kiện mình đi nó còn giảm cơ. Đó. Nên là các bạn hãy chú ý nhé. Hãy chú ý luôn luôn mua trước, nắm được thông tin tốt và mình sẽ trữ nó trước, và đến ngày đó nó sẽ tăng. Tăng rất là nhiều vậy ạ. Ok, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hơi dài dòng một chút, vì là mình chưa được sắp xếp đầy đủ những thông tin về coin này. Sắp tới mình sẽ chia sẻ từng phần, từng coin, thông tin của các coin để các bạn có thể nắm được thông tin nó là coin công nghệ, nền tảng như thế nào, được hỗ trợ ra làm sao, có triển vọng tương lai không, giá target là bao nhiêu. Ok, xin cảm ơn các bạn nhé. Hãy like và comment cho mình ạ.